Hello, xin chào tất cả bạn. Ok, xin chào tất cả các em. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các bạn nghe rõ, các bạn chat cho thầy để thầy biết là âm thanh với cả hình ảnh là ok nhá, để chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhá. Đầu xuân năm mới đi, em chúc các bạn là luôn mạnh khỏe, đúng không? Bây giờ các bạn thấy là tình hình bây giờ corona kinh lắm rồi. Thì thôi, anh chỉ mong là các bạn mạnh khỏe, đấy, có sức khỏe, có tất cả chúng ta làm mọi thứ. Còn nhìn nhìn có rõ không các em? Đấy, vì lý do mà đang dịch bệnh như thế thì tuần này chúng ta sẽ phải nghỉ mất một tuần. Nhưng mà thực ra là thực tại như hiện tại anh tìm hiểu ấy là cái lịch thi trung học phổ thông quốc gia là người ta sẽ không thay đổi đâu, gần như là người ta sẽ không thay đổi. Chẳng nghĩa là các em phải hiểu là nếu mà chúng ta không đi học thì chúng ta sẽ mất luôn một tuần. Đấy. Và từ giờ đến cái lúc các bạn thi nó chỉ còn khoảng 5 tháng nữa thôi, rất là nhanh, đúng không? Bây giờ tháng 2 và tháng 7, đầu tháng 7 hoặc là cuối tháng 6 các bạn sẽ thi rồi. Ok chưa? Thôi lì xì thì bao giờ đến lớp, anh với cả anh Đức sẽ tận tay lì xì các em, đúng không nào? Đấy. Rồi nhá, cái bài này thì có thể bạn một số bạn học rồi, những bạn học rồi thì nghe những cái câu khó để anh chữa những cái cách rất là hay. Bạn nào chưa học thì nghe từ đầu. Đấy. Rồi. Đợi khoảng 2 phút để các bạn vào, chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng ngày hôm nay nhá. Các em có vấn đề gì cứ thắc mắc các bạn cứ comment ở dưới để anh đọc, để anh còn check xem là có vấn đề gì ra không nhá. Đấy. Có bạn bè nào chưa vào thì các bạn tag vào anh nhá. Rồi khoảng 2 phút nhá, đợi 2 phút để cho các bạn vào là vừa. Đấy, để anh chia sẻ cái link livestream này vào trong nhóm nữa. Đợi khoảng 2 phút nhá. Bài này rất là quan trọng, bởi vì trong đề thi 3 năm thi trắc nghiệm liên tục là đều khó. Đấy, từ dễ đến khó. Chắc các bạn phải học hành rất là cẩn thận thì các bạn mới làm được bài này. Đấy, nó sẽ có 3 mức độ luôn. Đấy. Cho nên là các bạn cẩn thận. Nào. Các em vào đi, các bạn vào đi nào. Đấy thì chúng ta sẽ chấp nhận học như này. Đấy, các bạn bao giờ đến lúc thi thì anh Đức sẽ hỗ trợ thêm các bạn nữa. Đấy, nói chung là yên tâm, đúng không? Kiểu gì chúng ta vẫn học bài đầy đủ được. Không vấn đề gì cả, tức đi học này còn sướng hơn là đến 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 lớp học nhỉ. Đấy. Học này khi còn sướng hơn, đúng không? Đắp chăn này, có bỏng ngô ngủ xem, thậm chí nghe nhạc. Đợi khoảng 1 phút nữa nhá, đợi các bạn vào rồi anh sẽ bắt đầu bài giảng. Rồi mọi thứ ok rồi đúng không? Mọi thứ ok rồi, ok. Nào thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Thì cái bài static hình phẳng này các bạn hiểu nó là ứng dụng của tích phân. Thực tế là như này. Là bình thường ấy các bạn đi tính cái diện tích hình vuông hay là hình chữ nhật, đúng không nào? Ví dụ hình vuông hay hình chữ nhật. Thì các bạn có một công thức sẵn. Thế nhưng mà ngày xưa các thầy cô giáo không hướng dẫn các bạn là thích cái công thức ở đâu ra, đúng không nào? Thì anh nói với các bạn luôn ấy, đó là toàn bộ cái công thức tính diện tích tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân, hình vuông, hình thang vuông, rồi hình chữ nhật, tất cả đều dùng tích phân. Nghĩa là từ tích phân chứng minh ra. Đấy, đều là do tích phân thôi. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ học là ngoài những cái hình đặc biệt như này, chúng ta sẽ tính được diện tích mọi hình dáng đồ thị. Mọi hàm số đều tính được diện tích của nó. Đấy, các em thấy khủng không nào? Đấy, ví dụ như này nhá, một cái hình như này chúng ta có thể hoàn toàn tính được tích phân. Đấy, một hình cong cong như này, đấy, đây là cái phần như này này, đấy, chúng ta tính được tích phân của nó mà không cần phải dùng công thức. Đấy, ok chưa? Rồi, sẽ đi vào phần lý thuyết đầu tiên thì em cho bạn đúng một cái công thức duy nhất thôi, đó là như này.
Các bạn nhớ lý thuyết này. Đó là nếu mà người ta cho hai cái hàm số y bằng fx đấy và y bằng gx và hai cái đường thẳng thứ nhất là x bằng a, đường thẳng tiếp theo là x bằng b. Đang chỉnh cái đèn. Đấy, x bằng b. Ok chưa? Đấy, thì hình vẽ là như này. Đây anh vẽ minh họa nhá. Đấy, đường thẳng fx này. Đấy, fx là một đường cong bất kỳ. Đấy, gx của chúng ta cũng thế, gx của chúng ta cũng thế, là một đường cong bất kỳ, hai đường cong. Đường thẳng x bằng a, đây đường thẳng x bằng a là đường song song với trục OY, đúng không nào? Đấy, đây là x bằng a. A đây, đây là x bằng b. Có thấy chưa? Song song với OY, không chưa? Thì bốn cái đường này, hai đường cong và hai đường thẳng này tạo thành một hình có cái phần diện tích là như này. Và để tính được phần diện tích này, chúng ta có một công thức tổng quát như này. Diện tích của cái hình mà thầy cái chéo trên ấy là tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của fx trừ gx. Nhớ là phải có trị tuyệt đối nhá. Đấy, có nhiều bạn bảo là anh ơi em lấy thầy ơi thầy chúng ta lấy trị tuyệt đối của gx trừ fx được không? Được, cứ có trị tuyệt đối em lấy thằng nào trừ đi thằng còn lại đều được hết, nó không quan trọng. Ok chưa? Đấy rồi, đây là công thức thứ nhất. Thế nhưng mà thực tế thì bài tập các em làm ấy nó sẽ có một trường hợp đặc biệt. Đấy, trường hợp đặc biệt đó là như này. Đó là cho một cái hàm số y bằng fx và một hàm số là y bằng ô ô y bằng 0 ấy. Y bằng 0 thì nó trục hoành ấy, trục hoành. Trục hoành, các em nhìn chưa? Trục hoành là phương trình là y bằng 0 chưa? Và đường thẳng x bằng a và x bằng b. Thực ra là nó cũng dùng công thức ở trên thôi, đúng không nào? Thì công thức ở trên là áp dụng cho fx bởi x. Thế thì ở đây chúng ta là thấy ngay là gx của chúng ta thay bằng 0. Thì lắp công thức tương ứng vào đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có công thức mới rút gọn đơn giản hơn là fx trừ đi 0 bằng f gì? Fx. Đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, nếu mà nó chỉ cho một hàm số và cái trục OX thì chúng ta dùng công thức này. Còn nếu mà hai hàm số chúng ta dùng công thức tổng quát ở trên. Ok chưa nào? Đấy, đầu tiên là chúng ta chỉ cần học hai công thức này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập luôn để các em nhìn nhá. Đấy. Đầu tiên câu số 1 này. Đấy nói chưa? Nó cho y bằng fx này, liên tục trên đoạn AB này, đấy trục hoành này và hai đường thẳng. Đấy, fx trục hoành và hai đường thẳng. Đấy công thức vừa học rồi là tích phân từ A đến B đúng không? Đấy từ bé lớn này từ A đến B trị tuyệt đối của fx trừ đi 0 chứ là fx. Vậy dễ dàng chúng ta thấy ngay đáp án này đáp án đúng, đáp án bài này đáp án đúng đáp án A. Được chưa nào? Đấy tất cả công thức kia nó là công thức sai. Đấy. Thằng này tự nhiên mà pi là sai này, có thằng này không có trị tuyệt đối cũng sai nốt. Ok chưa các em? Bơ sang câu số 2. Các bạn hiểu thì các bạn comment cho anh nhớ để anh thì thầy còn xem là các bạn có nắm được vấn đề không. Đấy, bạn nào không hiểu thì hỏi luôn để thầy giải thích lại. Nào, sang câu số 2 thì câu này cũng là một câu lý thuyết thôi. Đấy, các bạn nhìn này, cho hai đường thẳng 0 này, cả pi này. Y bằng cos x này và trục hoành, đúng không nào? Đấy, tính diện tích hình phẳng tạo bởi bốn đường, hai đường này và hai đường này, đúng không? Thế công thức là gì? Là tích phân từ 0 đến gì đấy? Đến pi, trị tuyệt đối của cos x trừ đi thằng này, nhắc lại một lần nữa là ox là y bằng 0, nghĩa là trừ đi 0 là bằng chính nó. Vậy là tích phân từ 0 đến pi trị tuyệt đối của cos x. Đấy, thầy không có trị đối sai, không trị đối sai. Hai thầy có trị đối nhưng mà thầy to ra pi ở ngoài là sai. Vậy đáp án gì đấy? Là C. Đúng không nào? Rất là dễ. Sang câu số 3. Đây. Cho đồ thị hàm số này và trục hoành và hai đường thẳng. Đấy, thì công thức tương tự rồi đúng không? Lần này sẽ tích phân gì? Tích phân từ trừ đúng không? Trừ 2 đến 3 trị tuyệt đối của cái hàm số này trừ đi 0. Đấy. Thì bằng chính nó đúng không nào? Đó, thì chúng ta nhìn rất nhanh không chịu đối gạch này, gạch này. Còn hai thanh niên này thì chúng ta sẽ có đáp án gì đây? Bằng B. Ok chưa? Rồi. Nhá. Tiếp theo câu số 4. Câu số 4. À, dừng lại một chút. Trong cái câu 3 này thì có một cái chú ý. Trong câu 3 này có một cái chú ý thì các em nhớ thầy như sau. Đó là nếu em có một cái phương nếu em có một cái tích phân đó là trị tuyệt đối là tích phân từ A đến B của fx. Đấy, trị tuyệt đối của fx. Trên cái đoạn này, trên cái đoạn cận chạy từ A đến B. Đấy, nếu mà fx không đổi dấu. Không đổi dấu. Không đổi dấu nhé, không đổi dấu nghĩa là luôn dương hoặc luôn gì? Luôn âm. Trên cái đoạn từ A đến B này. Đấy. Thì chúng ta sẽ suy ra cái công thức ở trên ấy, cái công thức ở trên này nó sẽ bằng này gọi đây là y nhá. Thì cái y của chúng ta sẽ bằng đưa được dấu tích phân ra ngoài, à đưa được dấu trị tuyệt đối ra ngoài. Đấy, các em phải nhớ cái thằng này.
Được chưa? Nghĩa là nếu mà cái hàm EBIT không đổi dấu thì chị đối chúng ta đưa ra ngoài. Thích bài này các em để ý này. Các em nhìn vào nhớ bài này là cận là chạy từ trừ 2 đến 3, đúng không? Trừ 2 đến 3 có thể của cái biểu thức x nhân với e mũ x. Thì em nhìn ngay e mũ x là luôn dương mà. Đấy là điều chắc chắn các bạn học cái hàm số mũ rồi, đúng không nào? Thế còn nếu mà các bạn thấy ngay là nếu mà x chạy từ âm 2 đến thuộc đoạn từ âm 2 đến 3 ấy thì x có thể âm và có thể dương đúng không? Thế thì ngay là x mà âm thì thằng này âm và x mà dương thì thằng này dương. Nghĩa là trên cái đoạn chạy từ trừ 2 đến 3 thì thằng này có thể lúc âm lúc gì? Lúc dương. Nghĩa là không đổi gì? Không đổi dấu. À nghĩa là có đổi dấu. Đấy, có đổi dấu thì em đưa dấu tích phân ra, à dấu cái trị tuyệt đối ra ngoài là sai, đúng không nào? Đưa dấu trị tuyệt đối ra ngoài nó phải là không đổi gì? Không đổi dấu cơ. Thằng này là lúc âm lúc dương. Đấy, cho nên công thức B là công thức đúng nhất. Đấy, ok chưa? Rồi, câu số 4. Đấy, tóm tóm lại câu 3 các em nhớ cho anh đó là gì? Đó là nếu mà trị tuyệt đối đưa ra ngoài thì em phải chắc chắn rằng nó không đổi dấu thì em mới được đưa ra ngoài. Còn nếu mà em không chứng minh được nghĩa là công thức đấy nó sai. Ok chưa? Đấy. Ví dụ như này nhá, ví dụ một con nữa này, chỉ các bạn hiểu cái tính chất này này. Ví dụ này anh cho một cái hàm số là fx này bằng x x bình đi chẳng hạn, x bình đi. Đúng không nào? Người ta bảo là tính diện tích hình phẳng của cái hàm số fx bình fx bằng x bình với trục Ox, với cận là x bằng 1, với cận là x bằng 2, đúng không? Thì cái công thức tính diện tích là gì? Thì các em nhìn này. Bài này chúng ta sẽ có công thức như sau, như tổng quát ấy, các bạn sẽ có là tích phân từ 1 đến 2, trị tuyệt đối của x bình trừ đi 0, đúng không? Là đây, là như này. Đó, như này vẫn đúng này. Nhưng mà thực tế là cái công thức này ấy, nếu chúng ta tách nó ra, chúng ta giải ấy, thì dễ dàng các bạn thấy ngay x bình luôn mang dấu gì? Dấu dương. Nghĩa là luôn không không đổi gì? Không đổi dấu. Trên cái đoạn từ 1 đến gì đây? Đến 2 này. Cho nên là cái trị tuyệt đối này em được phép đưa ra gì đấy, ra ngoài thoải mái. Đấy thì với bài này cái công thức cái đưa trị tuyệt đối ra ngoài thì đúng. Đấy em hiểu vấn đề chưa? Đấy thì các bạn phải nhớ cái tính chất này nhá. Rồi, câu số 4. Đấy, câu số 4 thì dễ rồi đúng không? Câu này thì chúng ta dùng công thức thôi. Đấy, tích phân từ 1 đến 2 này. Đúng không? Vừa mới vẽ ở trên, đúng không? Trị tuyệt đối của x bình để gì? Để x. Thì câu này các em có thể giải hai cách nếu bạn nào làm tự luận. Đúng không nào? Tự luận thì các bạn sẽ làm như sau. Vì x bình luôn đổi dấu, luôn không đổi dấu. Đấy, x bình luôn dương. Cho nên là trị tuyệt đối chúng ta đưa ra ngoài. Đấy, các em nhìn chưa? Thì ở trong này chúng ta làm như nào? Các em kệ trị tuyệt đối ở ngoài, các em cứ làm tích phân như bình thường chúng ta đã học. Đúng không? Cái này anh Đức đã dạy các bạn rất kỹ rồi. Nguyên hàm của x bình là x mũ 3 trên 3. Đúng không? Đấy, thêm cận là từ 1 đến 2 thay vào. Thay vào chúng ta sẽ có là 2 mũ 3 trên 3 trừ đi 1 mũ 3 trên 3, đúng không các em? Đúng không? Thì thằng này các bạn tính ra bao nhiêu rồi lấy trị tuyệt đối lên là xong, đúng không nào? Đấy, rất là dễ. Thì ở đây các bạn có thể nhẩm hoặc là các bạn bấm máy tính. Ở đây các bạn nhẩm luôn, thằng này nó sẽ 8 phần 3 trừ đi 1 phần 3 là 7 phần 3. Trị tuyệt đối 7 phần 3 bằng trình nó, đúng không nào? Đấy, thấy chưa? Thế thì đáp án gì đây? Đáp án A. Đấy, nếu mà trình bày tự luận chúng ta phải chứng minh như này. Đấy, và dùng được công thức này khi mà x bình luôn dương. Đấy, với mọi x thuộc khoảng từ 1 đến 2. Đấy, ok chưa các em? Đấy. Còn nếu mà bạn nào làm trắc nghiệm ấy thì chúng ta có thể làm nhanh là chúng ta bấm máy gì? Máy tính, đúng không các em? Đây thì bấm máy tính các em sẽ bấm như này. Đầu tiên là em phải bấm trị tuyệt đối trước nhá. Có trị tuyệt đối à đâu, bấm tích phân cũng được. Tích phân trước cũng được. Là tích phân này. Tích phân này từ 1 đến 2 của x bình, đúng không nào? Thì ở đây em phải thêm cho anh cái trị tuyệt đối vào đây. Đấy. Quên mất thì x bình mình nhập trong trị tuyệt đối chứ nhỉ. Rồi. X bình đã, các bạn thấy chưa? Bấm đúng như cái công thức ở dấu bằng. Cái kết quả dễ dàng tính nhanh là 7 phần gì? 7 phần 3. Đấy, nó rất là đơn giản thôi, đúng không nào? Đấy. Thế là xong câu số 4. Câu số 5 này. Đấy. Đúng không? Tương tự này. Đấy, nhưng mà câu này nó khó hơn nhá. Mức độ bắt đầu nó sẽ phức tạp hơn. Thế các em chú ý cho anh câu này. Cái câu này chúng ta làm như sau này. Câu này nhá. Các em để ý là chúng ta có hàm số một hàm số rồi này. Có một đường thẳng rồi. Và có trục vành rồi, đúng không? Thì như bình thường dễ dàng các em sẽ biết là diện tích sẽ bằng tích phân từ trị tuyệt đối của cos x trừ 0, cứ trục vành với cả thằng này là cos x trừ 0, đúng không? Bằng trình nó. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đang thiếu một cái cận các em ạ. Ở đây có một cận đó là đường thẳng x bằng pi thôi, đúng không? Thiếu một cận nữa. Đấy. Thì các bạn nhớ cho anh trục tung là gì? Trục tung chính là gì? Tung nhá, tung chính là trục OI, mà OI phương trình đường thẳng của nó chính là x bằng gì? X bằng 0. Đấy thì cái cận mới đây, cái cận thứ hai này, người ta cho ẩn giữa cái câu này, giữa cái từ này. Vậy chúng ta lắp vào ở đây hiểu là cận thứ nhất với cận thứ mấy? Thứ hai. Và sắp xếp từ bé đến lớn là từ 0 đến pi, đúng chưa? Đến đây thì căn cả lớp có thể bấm máy gì đấy? Máy tính, đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ bấm máy tính luôn. Nhớ là bấm tích phân
Đúng không? Chúng ta phải chuyển sang chế độ radian gì? Radian. Các em phải nhớ cho anh cái vấn đề này nhá, không các bạn làm sai chết giờ đấy. Nào radian thì chúng ta sẽ shift mode này. Đúng không? Đơn vị góc này. Đấy, radian. Rồi, tích phân từ 0 đến pi. Đúng không? Đấy, trị tuyệt đối bấm đoan hoa, không nên bỏ nhá. Ok chưa? Đấy, đợi một tí. Rồi, 3,14 thì có, à đây quên mất anh, đây quên mất anh để lại đây là g nhá, chuẩn chuyển lại một chút là 3 hay góc là d là 2 đen. Đây ok, bấm lại một lần nữa. Đấy, thấy chưa? Đấy, bấm là đơn đổi đơn vị và không chuẩn là ra đáp án sai ngay. Thế là chúng ta có kết quả là mấy đây? Là 2 các em ạ. Thế thì chúng ta đáp án gì đây? Đáp án B. Đấy, ok chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 7. Cái tờ tài liệu nhá. Cái tờ tài liệu anh sẽ up cái bản PDF ngay trong nhóm này luôn sau khi anh livestream xong. Đấy, và có đáp án chi tiết luôn để các bạn về ở nhà các bạn tham khảo. Đấy. Thế các bạn để ý là bạn nào mà chưa vào nhóm thì các em bảo các bạn ý vào nhóm cho anh. Bởi vì toàn bộ link cái video livestream hay là cái đề để các bạn học ấy nó sẽ ở đây thôi, nó không có ở đâu cả. Đấy, thì chú ý nhá. Ok nhỉ? Rồi, và cái tài liệu này anh chưa livestream ấy thì anh sẽ không chưa full 100%, anh chỉ chọn lọc những cái dạng bài, ok chưa? Còn dạng bài mà cần chú ý, còn các cái câu khác mà còn có trong tài liệu ấy, đúng không nào? Mà anh chưa chữa thì nó làm tương gì? Tự các bạn có thể tự làm được. Mà không làm được thì có đáp án chi tiết rồi. Nào, đến câu này. Diện tích hình phẳng. Đấy, thì câu này các em để ý nhá. Là câu nó cho rất là hay này. Nó cho cái kiểu là nó không cho một cái gì cả, nó cho mỗi một cái hàm số. Đấy là y bằng x cộng 1 trên x cộng 2, đúng không? Đấy. Nó không cho một cái câu nào khác, không cho một cái cận nào khác cả. Thì bây giờ chúng ta phải phân tích vấn đề. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và đồ thị này với cả các trục tọa độ. Đấy, các trục tọa độ thì bao gồm những cái gì? Là trục ô gì? OX và trục ô gì đây? OY. Đúng chưa các em? Thì OX các em thấy ngay là y bằng 0 rồi. Còn OY chứ là x bằng gì? X bằng 0. Đó, chúng ta viết bình thường ra thôi. Vậy em thấy ngay là để dùng công thức tính diện tích bài này chúng ta thiếu mất một cận đúng không cả lớp? Đúng rồi. Thế bây giờ chúng ta thiếu một cận chúng ta làm như thế nào? Thì anh sẽ dạy các bạn cái kỹ thuật đó là tất cả những bài nào thiếu cận. Ok chưa? Tất cả những bài nào thiếu cận mà nó cho cái đường thẳng x bằng 0 ấy hay nó khác là trục OY ấy. À cho cái thằng là OX nó nhầm. Đây này, cho cái thằng này này, OX là y bằng 0 này này. Nếu mà thiếu cận thì em cho hai y bằng gì? Bằng nhau. Đấy, thế các bạn ghi chú ý nhá, chú ý này. Chú ý này. Đó là thiếu cận. Đúng không? Thiếu cận. Thì bạn sẽ cho fx bằng g gì? Gx để tìm thêm cận. Đấy. Thì đây chính là fx, đây là gx này, cho hai thằng bằng nhau. Thế thì chúng ta cho x cộng 1 trên x cộng 2 bằng 0 thì dễ dàng các em giải ra x bằng trừ mấy đây? Trừ 1 chưa các em? Đúng không? Trên tử bằng 0 thì x bằng trừ 1 chưa? Đấy, x bằng trừ 1 rồi. Thế thì bài này chúng ta sẽ có công thức là như sau này. Diện tích này sẽ bằng tích phân chạy từ trừ 1 đến gì? Đến 0. Trị tuyệt đối của x cộng 1 trên x cộng 2 trừ đi gx nhá, trừ đi 0 bằng trình nó. Đấy. Đúng chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần bấm máy tính thôi đúng không? Cái này thì thôi, chúng ta bấm máy tính cho nhanh đúng không nào? Rồi, tích phân. Rồi, trị tuyệt đối ABS nhá. Máy 580 thì là ABS, còn máy 570 thì sẽ là ship hip ấy. Đấy, các bạn để ý cho này. Đấy, rồi chúng ta sẽ nhập vào. Các em nhìn có nét không nhỉ? Các em comment cho anh biết xem nào. Bởi vì sợ nhiều bạn xem nó bị lag hay như nào đấy. Các bạn comment nhá. Không hiểu thì cũng phải comment. Đấy, hiểu rồi thì thôi. Hiểu rồi thì phải thả tim, đúng không? Đấy. Ca sĩ hát hay phải có khán giả vỗ tay thì người ta có động lực, đúng không nào? Đấy, ấn dấu bằng. Rồi kết quả là 0,306. Thì 0,3068 đúng không nào? Chúng ta sẽ ghi ở đây 0,306. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tính lần lượt xem thằng nào nó ra xấp xỉ giống cái thằng này là đúng, đúng không nào các em? Đấy, các bạn tính đi, các bạn lấy máy tính bấm thử xem ra đáp án nào nào. Từ từ để thầy chỉnh lại một chút cái vấn đề nó thấy hơi mờ. Các bạn chỉnh đi nhá, các bạn cứ bấm máy tính kiểm tra xem ra đáp án nào. Cùng học với nhau đi, cùng comment đi thì chúng ta sẽ hiểu vấn đề nhanh hơn. Nhá các em nhá. Nào. Wow, lấy máy tính bấm đi, bọn này không lười nhỉ, không bấm nữa thôi, anh không làm đâu nhá. Xem rồi không ngồi làm cùng này chết giờ, đúng không? Các bạn phải làm, các bạn nhớ được. Nào các bạn lấy máy tính bấm đi xem nào, comment đáp án cho anh xem nào.
Nào mấy thanh niên đang xem không thường nào comment gì là thôi nhá, không like nữa đâu, lấy máy tính bấm đấy. Nào ra bao nhiêu? 2 lên này của 3 phần 2 này đúng không nào? Trừ đi 1 này. Đấy, thằng này âm mà sai nhá. A sai luôn rồi. Tiếp theo này. 5 lên của 3 phần 2 đúng không? Đấy, trừ đi 1 này. Kết quả là 1,02 sai nốt nhá. Ok chưa? Đấy, 3 lên của gì? 3 phần 2 trừ 1 đúng không nào? Đấy, kết quả là 0,21 sai nốt đúng không? Đáp án D xem nào. 3 lên của 5 phần 2 trừ 1. Ô, không có đáp án nào đúng à? Kiểm tra. À đây, có sorry các em lúc đấy, đây là đề bài là x trừ 2 nhá. Đấy, lúc anh bấm nhầm lấy cộng, anh ghi nhầm lấy x cộng 2. Thì chúng ta sửa lại cái đoạn bấm máy tính lúc đấy, đúng không? Chỉ sửa lại cái dấu thôi. Thì bấm lại tích phân một chút này. Tích phân của ABS là, lúc đấy mình nhìn nhầm, x cộng 1 này, đúng không? X trừ 2 này. Thằng này nó là âm 1 đến 0. Đấy, lúc anh nhầm 0,21. 0,21 nhá, 0,21 nhớ rồi, 0,21 rồi, bơ kiểm tra lại. 2 len của 3 phần 2. Trừ 1, thằng này sai. 5 len của 3 phần 2. Trừ 1, 1,02 sai. 3 len của 3 phần 2 trừ 1. Đấy, các bạn thì ngay là đáp án C chúng ta đã ra 0,1 đúng như chúng ta vừa làm tay rồi. À, chúng ta vừa bấm máy tính. Vậy là bài này đáp án gì đấy? Đáp án C. Ok chưa? À, đã xong câu 7. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu, chúng ta để sang câu số 11. Đấy, ok chưa? Câu số 11. Thì câu này lại dễ rồi đúng không? Câu này thì cho hết mọi thứ rồi. À, đâu thiếu mất một cận. Đấy, này, một hàm số này, thằng này chính là trục Ox này, một cận này. Thiếu một cận thì cứ cho hai thẻ bằng gì? Bằng nhau. Thì dễ dàng là căn x bằng 0 thì a cũng giải ra x bằng mấy? X bằng 0 rồi. Vậy mà chúng ta sẽ bấm tích phân là gì? Là từ 0 đến 4 trị đối của căn gì? Căn x, đúng không? Đấy, rất là dễ. Bấm luôn. Nào, từ 0 đến 4 này. Trị tuyệt đối của căn x này. Đấy, ấn dấu băng. Đợi tí kết quả xem ra bao nhiêu. 5,333, anh thấy cái mạch có mờ không nhỉ các bạn nhỉ? 5,333 đúng không? 5,333 thì chúng ta sẽ tính xem đáp án đúng nào. 16 chia 3 này. Nhầm. 5,333 luôn, đáp án A luôn các em ạ. Đấy, chúng ta chọn cái đáp án gì đây? Đáp án A. Rồi. Ok chưa? Đấy. Nào, bơ công làm thử tôi câu 12 mà. Tôi cho công tự làm này mà. Câu này làm rồi nhá. Nào, công tự làm câu này xem có làm được không nào. Nào, đọc cho tôi đáp án là gì. Nào, câu 12. Cái câu này các bạn thấy ngay nó cho mỗi là hai cái hàm số, thằng này với trục hoành đúng không? Trục hoành là gì? Là Ox. Đấy, là y bằng 0. Đấy, vậy là bài này tích phân sẽ là gì? Là trị tuyệt đối của thằng này trừ đi 0 đúng không? Nghĩa là chính nó. Nghĩa là chính nó. Đấy, nhưng mà vấn đề bài này không có cận đúng không nào? Không có cận, anh bảo các bạn rồi là cho hai thằng này bằng gì? Bằng nhau, chúng ta giải ra. Đấy, thì chúng ta giải ra thì có phải là x bình trừ 2 bình trừ 1 lại bằng 0 này. Thế dễ dàng chúng ta giải ra là x trừ 2 đúng không? Nhầm này, thằng này x bình trừ 2 bằng 1. Thế thì x trừ 2 sẽ bằng cộng trừ 1. Đúng không nào các em? Đấy, thế thì ở đây chúng ta giải ra x bằng 3 và x bằng 1. Đấy, thì cận ở đây sẽ là 1 với cả gì đây? Cả 3. Đấy, chúng ta bấm máy tính luôn, đỡ phải giải nhiều. Nào, tích phân từ 1 đến 3. Đấy, của x trừ 2, tất cả bình trừ 1. Đúng chưa các em? Để các em bấm dấu băng. Đấy, kết quả là 4 phần 3. Đấy, nó rất là dễ đúng không nào? Mấy cái dạng này rất là dễ. Dễ dàng chúng ta thấy ngay, đúng không nào? Đấy, nó chưa phải câu khó. Đấy, câu này tương tự này. Hai trục tọa độ đúng không? Hai trục tọa độ là bao gồm OX với O gì đây? OY. Đấy, OX là gì? Là y bằng 0. OY là x bằng 0.
Vậy bây giờ chúng ta thiếu mất một cận. Thiếu một cận là cho hai thẻ bằng gì? Bằng nhau. Đấy, thì cho luôn căn 2 trừ x bằng 0. Dễ dàng giải x bằng mấy? X bằng 2 chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ có là diện tích bằng này sẽ là từ 0 đến 2 trị đối của căn của 2 trừ x. Đúng không? Đấy, chúng ta bấm máy tính luôn cho nhanh. Đấy. Từ 0 đến 2. Căn của 2 trừ x. Thì kết quả chúng ta sẽ có là điểm thì ok câu này quên mất là cắt mất cả đáp án rồi. 1,88 nhá các em nhá, xấp xỉ 1,88 nhá. Đáp án câu này quên mất không ghi đáp án vào. Rồi. Nào sang câu số 16. Đấy, câu này tương tự này. Câu này thì nó hỏi kiểu khác nhưng mà nhiều bạn các bạn học không không hiểu vấn đề, các bạn ơ thích bạn này làm như nào. Những cái lý nhá. Trục hoành thì là y bằng 0. Còn bài này không có cận đúng không? Không có cận em có thể cho này bằng nhau. Đấy, bằng 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 0 đã. Cứ cho hai này bằng nhau đi, kiểm tra xem trên này như thế nào. Đấy. Cái cho này bằng nhau thì chúng ta sẽ có là như này. Thì bài này anh sẽ nói với bạn cái cách các bạn làm tự luận nhá, bởi vì câu này rất nhiều thầy cô trên lớp bắt các bạn làm tự luận mà các bạn không hiểu bản chất ấy, thì các bạn sẽ không xử lý được cái trị đối. Đấy, câu này các bạn cần phải nghe. Đây, các bạn cần nghe câu này. Để lấy cái em khác. Thì câu này nếu mà làm trắc nghiệm thì rất là dễ thôi. Nếu mà các bạn làm trắc nghiệm ấy thì câu này nó nhìn cái đoạn này này, người ta bảo là tìm trên đoạn này thì có phải là cận là chạy từ 1 âm 1 đến 2 không? Đúng không nào? Thế thì dễ dàng chúng ta sẽ bấm luôn máy tính đúng không nào các em? Đấy. Là từ 1 đến gì đây? Âm 1 này đến 2 này, đúng không nào? Trị tuyệt đối của gì? X mũ 3 đúng không nào? Đấy. Trừ đi x bình trừ đi 2x. Đúng chưa? Đấy. Rồi. Ấn dấu bằng, đợi một xíu nhá. Đấy các bạn thấy ngay là rồi 3,08 đúng không? 3,08 chúng ta sẽ xem đáp án nào đúng. 3,08 ghi vào đây đi, lại quên. 3,08 này. Rồi, đọc kiểm tra nhá. 3,08 thì 37 chia 12. 3,08 luôn, chuẩn luôn. Vậy là đáp án gì đây? Bạn A. Thế nhưng mà nếu câu này các em làm tự luận ý, thì các em sẽ làm như thế nào để chúng ta ra bài này? Thì các bạn để ý cái cách trình bày này này. Câu này nếu em làm tự luận nhá thì chúng ta phải làm như sau. Đầu tiên là em phải cho hai thẻ bằng không đã để xem nó có nghiệm nằm trong cái đoạn này không. Đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ cho 3x mũ 3 trừ x bình trừ 2x bằng 0. Thế thì sau khi em này ở đây dễ dàng em giải một nghiệm x bằng 0 rồi đúng không nào? Đấy, và cái đống còn lại là bao nhiêu bạn phải bấm máy tính rồi. Đấy, bấm máy tính giải phương trình bậc 3. 1 này, trừ 1 này, trừ 2 này, 0 này. 1 trừ 2 với 0. Đấy. X bằng 1. Và x bằng trừ mấy? Trừ 2. 1 à, trừ 2, ok. Rồi. Thế nhưng mà trên cái đoạn chạy từ âm 1 đến 2 ấy, âm 1 đến 2 thì thằng trừ 2 nó không có, vậy chúng ta loại nó đi. Đúng không nào các em? Đấy, thế thì ở đây các bạn phải kẻ các bạn xét dấu ra. Kẻ như này các bạn nhìn này. Đấy. Điền theo thứ tự này, âm 1 bé nhất này. Đấy, âm 1 là đầu út này. Tiếp theo là 0 này, 1 và mấy đây? Và 2. Đúng chưa? Các em phải xét dấu biểu thức này để em kiểm tra rằng nó có luôn luôn không đổi dấu không để chúng ta tách cái trị đối ra ngoài. Đấy thì các bạn mới làm tay được. Còn không nếu mà có trị tuyệt đối như mình như cái công thức kia các bạn sẽ không làm tay được đâu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là như này. Bài này là nghiệm đơn lẻ rồi cho nên là nó sẽ đan giống nhau rồi. Đấy, đan giống nhau rồi. Đúng không nào? Thế bây giờ các bạn sẽ lấy một giá trị bất kỳ các bạn thử vào thôi. Đây các bạn nhập cái hàng này vào x mũ 3 nhá. Trừ x bình này. Trừ 2x này. Đúng chưa? Các bạn can cho anh. Nếu em muốn xét dấu đoạn từ âm 1 đến 0 các bạn can cho anh là âm 0, âm 1 âm 0,5 đi. Đấy, kết quả ra dương, nghĩa là ở đây mang dấu gì? Dương, đúng chưa? Tiếp theo này các bạn can với cả từ 0 đến 1, nếu mà bạn nào hiểu tính chất đan dấu thì ở đây sẽ là âm với dương đúng không nào? Đấy, nhưng mà thôi anh cứ kiểm tra lại cho các bạn. Can này, ở từ 0 đến 1 chúng ta thử với cả 0,5, đúng không? Âm chưa? Đấy. Tiếp theo từ 1 đến 2 sẽ 0,5. À đâu 1,5 chứ. Đấy. À, từ 1 đến 2 là 1,5 à? À ok. Rồi. Đấy 1,5. Đấy, thì là âm nhá, sorry các em. Ở đây bài này nó chỉ có hai nghiệm thôi. Đúng không? Đó, cái nghiệm này mình không tính rồi, nó chỉ đan dấu đây, còn đoạn này vẫn giữ nguyên dấu. Thế bây giờ các em phân tích như này, vấn đề như này. Trên cả cái đoạn này
trên cả cái đoạn từ âm 1 đến 2 này. Thì cái hàm số chúng ta nó chỉ là luôn gì? Luôn dương, nghĩa là không đổi dấu trên cái đoạn từ âm 1 đến 0. Vậy ban đầu cái công thức tính diện tích nó sẽ là tích phân từ âm 1 đến 2 trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ x bình trừ 2x. Bị lag đúng không các em? Ok, các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Hình như bị lag hay sao nhỉ? Có bị lag không nhỉ các bạn nhỉ? Chết giờ hình như lag rồi. Xem chưa các bạn? Ok nhá, rồi tiếp tục này. Đấy. Rồi, thế nhưng mà nếu mà làm tay ấy, cái để cái chỉ đối như này mà nếu các em không bấm máy tính các em chịu chết luôn, không biết làm kiểu gì, đúng không nào? Muốn làm các bạn nhớ là muốn làm cái này các bạn phải đưa dấu trị tuyệt đối ra ngoài và chỉ đưa khi mà cái biểu thức của chúng ta không đổi dấu. Chúng ta sẽ tách nó ra như sau này. Đây này, không đổi dấu, luôn dương, đúng không? Luôn dương từ âm 1 đến 0. Vậy tách luôn thành âm 1 đến 0. Đấy, em thấy ngay là luôn dương trên khoảng này rồi. Vậy trị tuyệt đối đưa ra ngoài. Hiểu chưa? Đấy, bạn nào làm tay phải làm như thế này, chuẩn chỉ như thế này. Đúng chưa? Tiếp theo này. Các em thấy ngay là trên cái đoạn chạy từ 0 đến 2 ấy, nó luôn âm, nghĩa là không đổi dấu. Vậy tách luôn thành tiếp theo là từ 0 đến gì? Đến 2, vì không đổi dấu cho nên trị tuyệt đối em được đưa ra ngoài. Đấy. Ok chưa? Rồi, đến đây thì dễ làm rồi. Cái này các bạn tự tính tích phân như bình thường, đúng không? Ra bao nhiêu lấy trị tuyệt đối, tương tự tại như thế. Đấy, bạn nào làm tự luận thì các bạn phải hiểu như này. Ok chưa? Rồi, nhá. Đấy, thế thì bài này câu 16 làm nhanh, chúng ta bấm máy tính luôn là đáp án gì? Đáp án A. Cách làm tự luận anh nói các bạn rồi, đúng không nào? Rồi, bước sang câu 21. Câu 21. Nào các bạn đọc đề bài đi, câu này bắt đầu tham số M này. Đúng không? Câu này anh dạy các bạn cái cách làm trắc nghiệm nhá. Câu này bắt nếu mà bình thường ấy các em làm nhá, các em phải thay vào, các em phân tích rất là lòng ngoằng. Đúng không? Nhưng mà câu này mình thông minh hơn ấy, mình sẽ làm như sau. Câu này người ta hỏi M, nhưng mà đáp án lại cho gì đây? Cho M. Thế chúng ta thử M từ 4 đáp án vào. Thế công thức bài này có phải tổng quát là nhầy không? Vì M lớn hơn 1 này, thì có phải là diện tích sẽ bằng gì? Tích phân từ 1 đến gì? Đến M trị tuyệt đối của x bình trừ 2x cộng 3 chưa? Trục hoành mà. Trục hoành. Đấy. Thế bây giờ M chúng ta lấy từ đâu? Chúng ta thử 4 lần. Đây, 4 cái trường hợp M vào đây, thằng nào ra 20/3 là xong, đúng không nào? Đấy, bấm luôn 20 chia 3 ra bao nhiêu? 6,66 nhá. Đấy, nhớ luôn này. Nào bây giờ chúng ta bấm luôn. Nào, tích phân này. Từ 1 đến 5/2. Đúng không? Từ 1 đến 5/2. Trị tuyệt đối của x bình trừ 2x cộng 3. Đúng chưa? Các bạn dùng bằng. Đấy, 33/8 là chắc chắn khác cái thằng 20/3 rồi. Vậy đáp án A là đáp án sai. Chúng ta thử tiếp cả M bằng 2. Đáp án B. Đấy, 7/3 sai nốt đúng không? Là thử đáp án C là 3. Đấy, các bạn thấy ngay là 20/3. Vậy bọn này M chúng ta là đáp án gì đây? Đáp án C. Ok chưa? Đấy. Rồi. Bơ sang câu 22 này. Câu 22 này. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi cái thằng này, trục hoành và các đường này, được không nào? Đấy, thế thì bài này làm như thế nào? Đấy, nào các em làm thử câu này xem nào, 22 các bạn làm thử đi. Nào xem có biết làm không nào? Là câu 22 các bạn làm thử xem nào. Câu này chả có gì cả đúng không?
Nào, chi tuyệt đối cho rồi, một hàm cho rồi, trục hoành chính là y bằng không, hàm thứ hai có rồi, hai cận có rồi đúng không? Vậy hôm nay công thức tính diện tích sẽ là gì? Tích phân từ 1, 1 trên e bé hơn, vậy là 1 trên e đến 2. Chi tuyệt đối của thằng này thì đây, chính là nó luôn ở len của x trên x đấy. Được chưa? Thế thôi bấm máy tính đúng không? Nghĩ nhiều làm gì đau đầu, đúng không em? Nghĩ nhiều làm gì? Các bạn phải hiểu cách làm tay nhá, làm tay là phải tách nó khoảng ra thì các bạn mới kiểm tra dấu được của nó. Rồi, bấm luôn này. 1 trên e này. Thằng kia là 2 đúng không? Rồi, ship hip này. Len của x này. Trên x này. Đấy, đợi một xíu, đợi một xíu xem kết quả là bao nhiêu. Nào. Kết quả ra 0,74 nhé, 0,74. Thế thì 0,74 chúng ta sẽ tính đúng không nào? Kiểm tra từng đáp án một. 0,74 này. Rồi. Nào chúng ta kiểm tra từng đáp án một xem ok không. Nào, đầu tiên là 1 phần 2. Len ở là 1 phần 2 của 1 cộng với len 2 đúng không em? Rồi. 0,84 sai nhá, A sai này, B này 1 phần 2 của thằng này cộng với bình phương. Đấy, bình phương các em để ngoài cùng là mũ 2 lên. Đấy, thấy nhá. Ra đáp án B luôn. Đấy, rất là dễ đúng không? Đấy, thế là xong câu 22. Câu 21 nhá, câu 21 lỗi thầy dạy cách làm tạ câu 21 lỗi vừa bấm máy rồi nhưng mà đố hôm nào ông Bình nghĩ trước cho tôi xem cách làm từ luận công làm nhỉ. Nhiều không biết làm đâu. Đấy, không biết tách chữ tuyệt đối. Đấy, nào 23. Đấy, bắt đầu khó dần này. Cận hai bao nhiêu đây? Cận là căn 2 nhá, cận là căn 2. Đây, tóm lại đề bài nó cho cái hàm số này. Y bằng fx ở trên nhá, đây là fx này. Trục hoành là y bằng 0 này. Ox này. Và đường thẳng x bằng căn 2. Đấy, nó bảo là biết rằng diện tích của thằng này, diện tích của cái này này, của cái đống này này là bé nhất. Đấy. Khi về khi m bằng nhiêu? Đấy, câu này rất hay. Câu này là một câu vận dụng nhá, không phải vận dụng cao nhưng mà khó dần rồi. Thế câu này chúng ta làm như nào? Đấy, câu này các bạn định làm như nào? Thì đầu tiên, các em muốn làm thì các em vẫn phải gì? Đi tìm tìm cái giá trị, nghĩa là cái biểu thức mà các bạn tính giới hạn, à không phải tính giới hạn mà tính cái diện tích ra là bằng bao nhiêu, đúng không? Thế là chúng ta sẽ có như sau, là diện tích sẽ bằng tích phân từ đâu thì tôi chưa biết, bởi vì thiếu mất một cận mà, đúng không? Thiếu mất một cận, à đây có cận nữa rồi, trục hoành trục tung, trục tung là x bằng không. Thì ở đây là đây bổ sung x bằng không ở đây nhá. Thế thì ở đây sẽ là không đến căn 2 này, chi tuyệt đối của 3x bình này trừ 2mx cộng m bình cộng 1. Câu này không nâng cao nhá, nâng cao dành cho các bạn nào muốn điểm 8 trở lên. Đấy, chúng ta tập trung nghe. Rồi, thì chúng ta có cái này rồi, chúng ta làm như thế nào? Thì các em để ý nhá. Đầu tiên em phải phân tích cái thằng này này, cái thằng này cực kỳ hay này, để phân tích ra nháp trước này. Đây cái thằng này ảo diệu đoạn này này, ma thuật luôn, các em nhìn nhá, 3x bình cộng với 2mx cộng với m bình trừ 1. Thì có phải ở đây các em để ý là thầy sẽ tách cái này là x bình ra, để x bình ra ngoài 2mx đúng không, cộng với m bình. Các em nhìn thằng này có phải na ná dạng hàm lần thức không, chính hàm lần thức chưa, a bình cộng 2ab cộng b bình chưa. Thì ở đây chúng ta sẽ còn dư là 2x bình cộng mấy, cộng 1. Đấy, các em nhìn ngay thằng này luôn luôn lớn hơn bằng gì, bằng không. Thằng này luôn gì, luôn lớn hơn không. Vậy sẽ cả cái tổng này chắc chắn là sẽ lớn hơn gì đây, lớn hơn không chưa, lớn hơn không với mọi x thuộc R luôn. Mà thuộc R thì nghĩa là luôn luôn thỏa mãn trên khoảng này chưa. Và vì các bạn thấy ngay là biểu thức này của chúng ta luôn không đổi dấu trên 0 đến căn 2, cho nên là chi tuyệt đối em được phép vứt ra gì? Vứt ra ngoài. Đấy, nó hay chỗ đấy, vứt ra ngoài. Vậy các bạn vứt cái chi tuyệt đối ra ngoài, thực ra là các bạn thấy ngay là vì chi tuyệt đối luôn dương ấy, à vì cái biểu thức này luôn dương này thì em vứt chi tuyệt đối đi chưa? Vứt được luôn rồi. Vứt chi tuyệt đối luôn bởi vì luôn dương cơ mà. Chi tuyệt đối của nó bằng chi nó. Vậy bài này chỉ còn là trở thành là tích phân từ 0 đến căn 2 của 3x bình cộng với 2mx cộng với m bình cộng 1 dx. Đấy, các em hiểu vấn đề chưa? Các bạn nào làm cái đấy, những cái câu khó ấy, người ta sẽ không cho các em bấm máy tính đâu, các em hiểu chắc chắn là như thế, chắc chắn là người ta sẽ cho những cái đề mà các em phải làm tay và em phải hiểu bản chất các em mới làm được. Đấy, và cái việc xử lý cái chi tuyệt đối rất nhiều bạn kém nhá. Đấy, làm chưa? Rồi, thế bởi đến đây làm như bình thường đúng không nào?
nguyên hàm thằng này bằng gì? Có phải là 3 chữ x bình trên 3 không? Đúng không? Nguyên hàm thằng x bình trên 2 là 2m nhân x bình trên 2 chưa? Đấy, cả cái ông m bình cộng 1 là hàng số này thì sẽ là m bình cộng 1 nhân x chưa? Đúng chưa? Đấy. Cận là từ 0 đến căn mấy? Căn 2. Ok chưa cả lớp? Rồi chúng ta thay vào thôi là xong, đúng không? Thay vào. Nào thay vào. Đấy, thay vào thì thôi thầy rút gọn luôn nhá, thầy rút gọn luôn. Là 3 3 chỉ tiêu này. Đấy. Rồi. Tóm lại thay vào chúng ta sẽ có kết quả đó là 2 căn 2 cộng với 2m, không thay vào đây bằng 0 hết rồi, chỉ thay căn 2 thôi, cộng với 2m cộng với cả căn 2m bình cộng với căn 2. Đúng chưa? Thế người ta hỏi là biểu đây biểu thức này thì gọi là cái biểu thức S nhá. Đây S này, S này bằng cái này. Người ta hỏi là cái diện tích này bé nhất khi nào? Khi bao nhiêu? Min khi bao nhiêu? Thế bài này có phải là quay về bài toán là các bạn đi tìm cái gì nhỉ? Gọi là đi tìm giá trị lớn nhất, giá trị bé gì? Bé nhất. Cái này các bạn làm ở cái chương 1 làm quá nhiều rồi đúng không? Trong một hàm fx tìm giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất của nó với x bằng nhiêu. Ở đây bài này cũng tương tự, nó chỉ khác một cái kiểu là biến gì đây? Biến m thôi, đúng không nào? Có hai cách có ba cách bài này nhá. Cách thứ nhất là em đạo hàm là bảng biến gì? Biến thiên, cách đấy dài, bỏ qua. Cách thứ hai bấm mốt gì? Mốt 7. Ok chưa? Mốt 7. Cách thứ ba, đây cách thứ ba này các bạn nhìn đẳng cấp đây này. Cách thứ ba là cái cách mà chúng ta làm thông minh. Đấy. Thông minh ý, thì cái này thầy sẽ chứng minh nó là bình phương thiếu. Các bạn nhìn nhá, bình phương thiếu này. Ở đây đều có căn 2, tôi rút căn 2 ra ngoài. Vậy tương đương S của chúng ta bằng căn 2 vứt ra ngoài. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì? Là căn 2 cộng với đâu nhỉ? Rút căn 2 ra ngoài thì đây sẽ là M bình này cộng với căn 2M cộng với 3. Đấy. Ok chưa? Không thì các bạn tự kiểm tra nhá. Rút ra xong đây xuôi rồi thì chúng ta sẽ làm bình phương thiếu. Ở đây là m bình này. Đấy, ở đây em thêm 2 vào đây cho thầy. Thêm 2 vào đây. Thêm 2 vào, đây là căn 2. Ở đây là nhân với m này. Thì ở đây còn một hàng số căn 2 đúng không? Nhân thêm 2 thì phải chia mấy? Chia 2 để đảm bảo. Đấy, bảo toàn cái đề bài ban đầu. Đấy, đây là a bình cộng 2 nhân a nhân b, thì đây là b bình căn 2 trên 2 bình phương lên là 2 phần 4 là 1 phần 2. Thêm cộng vào 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2 rồi cộng với 3, đúng chưa? À, thì tốt chốt lại chúng ta sẽ có là căn 2 nhân với m bình nhân với m cộng với căn 2 trên 2 tất cả bình. Đấy. Cộng với cả 5 căn 2 trên 2. Ok chưa? Cái này thì thôi các em tự làm nhé, mấy bạn học giỏi thì phải tự hiểu cái đoạn này rồi. Thì các bạn thấy ngay là thằng này luôn luôn lớn bằng không mà thì luôn dương. Đấy. Nghĩa là biểu thức này của chúng ta luôn luôn bé nhất xảy ra khi mà có dấu gì đấy? Dấu bằng. Đúng không? Đây này. Biểu thức này lớn lớn bằng không đúng không? Cộng với thằng này, nghĩa có phải tương đương là S của chúng ta luôn luôn lớn hơn bằng 5 căn 2 trên 2 không? Đúng không? Thằng này lớn bằng không cộng với thằng này. Ok chưa? Thế thì dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi cái thằng bằng 0, mà thằng bằng 0 khi là m bằng trừ căn 2 trên 2 cho cả lớp. Đấy. Nhá. Thì chúng ta sẽ có đáp án là đáp án gì đây? Trừ căn 2 trên 2 thì các em sẽ tính là chúng ta sẽ có là đáp án D. Đáp án D. Đấy. Nhá. Một câu nâng cao. Rồi, đến câu 24. Đấy, câu 24. Rồi câu 24. Rồi. Nào, câu 24 là một câu nâng cao, một câu nâng cao hơn một chút thì câu này chúng ta làm như thế nào? Đấy. Câu này thì câu nâng cao cho nên là thầy sẽ để xuống phần cuối nhá, không thì bơ nhiều bạn lại nghe bạn tàu hỏa như ma mất nhỉ. Có mấy cái dạng dễ hơn chúng ta chữa trước nhá. Rồi. Rồi, câu 25. Đây, câu 25. Người ta cho diện tích SK bằng bao nhiêu, đúng không? Đó, à, K bằng bao nhiêu để SK bằng 16. Thì câu này chúng ta lắp công thức rồi. Thì lắp công thức diện tích chúng ta sẽ có là tích phân gì? Đấy, hai đồ thị này là chi tuyệt đối của tích phân từ K nhỏ hơn 2, nghĩa là K bé hơn là từ K đến 3. Đấy, từ K đến 3 của cái thằng 2 trừ x trừ đi 0, nghĩa là 2 trừ x dx. Đúng không nào? Thế bây giờ nó bảo là diện tích này bằng 16
Đấy, thế thì khi mà chỉ cả bao nhiêu thì dễ nhất đấy là em lại thử đáp gì, thử đáp án thay sử cả đây, bấm máy xem nào ra 16 đúng đúng không nào. Đấy, chúng ta sẽ bấm luôn nào. Nào, đầu tiên là nhá, k bằng 2 cộng căn 15 này, 2 cộng căn 15 thầy chị ở trên là 3 đúng không, đấy trị tuyệt đối của 2 trừ x, đấy 2 trừ x, đấy, các em bấm máy tính ẩn số 3, kết quả ra bằng trừ 7 mà đề bài yêu cầu là bằng 16 cơ, vậy A sai đúng chưa. Đấy, câu B, câu B hình như lại lát rồi hay sao nhở, bực cái nhở, hình như lại lắc rồi các em ạ. Đợi một xíu nhá, nó đang hơi lag, hơi mở ấy. Các em xem có nét không? Các em comment cho thầy biết xem nào. Mấy bạn đang xem comment cho thầy xem nào. Comment xem lag hay là như nào rồi? Có nhìn rõ không? Có nhìn rõ không để kiểm tra? Bình thường à? Ok nhá, tại trên sao trên máy của thầy lại lag ấy nhở? Kiểu không 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 nhìn rõ cái gì ấy. Ok chưa, chốt lại một lần nữa đi, các bạn khác comment nào. Ok, vẫn đang rõ đúng không nào? Ok rồi nhá, bắt đầu nhá. Rồi. Thì đến đây chúng ta thử đáp án B. Đấy, thử đáp án B vào đây là 2 cộng căn 31. 31 này. Đấy, âm 15 sai nốt nhá. Nào 2 trừ căn 15. Đợi một tí. Đấy, ra 8 à? Sai nốt này. Đấy, thế bờ 2 trừ căn 31 xem nào. Đấy, các bạn thấy không? Ra đẹp ra 16 chưa? Thì không có lý gì chúng ta lại không chọn ra vấn đề cả. Đúng không nào? Easy. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang câu số 26. Đấy, câu này đấy bắt đầu. Cái câu này cũng là câu nâng cao nhá. Sao? Để sau. Để sau. Hai câu 24, 26 để sau. Rồi, sang mấy câu cơ bản hơn đã. Rồi, bây giờ từ các bạn em để ý là tất cả từ lúc nãy đến giờ chúng ta đều cho hai cái anh cho các bạn các cái dạng bài ấy, đều là fx với cả trục hoành đúng không nào, nghĩa là cái thằng bằng không. Đấy. Thế bây giờ nó sẽ sang một cái dạng nữa, đó là cho rõ ràng luôn, không phải trục hoành nữa mà diện tích hình phẳng tạo bởi hai cái đồ thị fx với x luôn. Thì chúng ta làm như thế nào? Đấy, thì nhưng mà vấn đề là như này, là bài này chúng ta có hai cái đồ thị rồi nhưng mà chúng ta thiếu cận. Đấy, thì lúc ấy anh vừa cho các bạn cái chú ý là gì, nếu là thiếu cận thì các bạn sẽ cho hai cái hàm số bằng gì, bằng nhau để tìm thêm cận. Đấy, đây bằng nhau nhá, thì các bạn chỉ cần cho là x mũ 3 này trừ 3 x cộng 2 này bằng x cộng 2. Đấy, chuyển về đúng không, chuyển về thì giải cái này dễ quá rồi, trừ 4 x đúng không bằng 0. Ủa, này chả cần bấm máy tính luôn, x bằng 0 này, tôi ra là x bình bằng 4 đúng không, x bình bằng 4, x bằng cộng trừ mấy, cộng trừ 2. Đấy, nó là easy chưa, công nhận không, x nhân x trừ 4, à x nhân x bình trừ 4. Xong rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ có là gì? Bài này chúng ta thấy ngay là cận là như này, nghĩa là chạy từ âm 2 đến gì đây? Đến 2 chưa? Đã chạy từ âm 2 đến 2, thì chúng ta bấm luôn diện tích sẽ là chạy từ trừ 2 đến 2. Chi tiêu đối của, em lấy thằng nào trừ đi thằng nào cũng nhớ nhá. Công thức tổng quát là fx mà. Trừ đi gx đúng không cả lớp? Đấy, thế rồi chúng ta lắp vào đây. Đúng không? Lúc nãy là vì là trục hoành thằng này luôn bằng 0, cho nên là chỉ có trị đối của thằng đầu tiên thôi. Thế nhưng mà bây giờ có x chúng ta bắt buộc ghi vào. Thì thực ra ở đây cái lúc nãy chúng ta đã rút gọn đây này, fx trừ x ra thằng này. Vậy chúng ta sẽ x mũ 3 trừ 4x. Đấy. Đấy, bây giờ em bấm máy tính là xong bài, đúng không nào? Đó, tích phân từ trừ 2 đến 2. Trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 4x. Đúng không? Kết quả chúng ta ra bằng 8 nhá. Đấy, bằng 8. Thế thì dễ dàng chúng ta chọn đáp án gì đây? Đáp án A. Ok chưa? Các bạn comment lại đi nhá, thì bởi vì anh vẫn thấy nó hơi lag ấy. Thầy vẫn thấy nó hơi lag, các bạn kiểm tra lại em nào. Lag nhỉ? Mấy bạn đã xem comment lại xem nào.
Có rõ không? Comment lại một lần nữa đi sao nào. Bởi vì đang lát không thấy hiển thị gì cả. Có các bạn xem có rõ không? Hoàng với Tài comment xem nào. Vẫn bình thường à? Ok, thế bắt tiếp tục nhá. Rồi, câu 28 tương tự đúng không? Câu 28 tương tự nó không có cận thì em cho hai thằng bằng nhau. Đấy, hai thằng bằng nhau. Nghĩa là x bình bằng x cộng 2. Đấy. Thế thì ở đây dễ dàng chúng ta giải cái phương trình là x bình trừ x trừ 2 ra bằng bao nhiêu. Đúng không? Các bạn bấm máy tính. Bấm máy tính. 1922 1 trừ 1 trừ 2. Kết quả là 2 với cả 1. 2 với âm 1 thì bài này diện tích của chúng ta sẽ có là âm 1 đến 2 đúng không? Trị tuyệt đối của hai thằng trừ nhau chính là biểu thức này. X bình trừ x trừ 2. Đấy, bấm máy tính phát là xong. Đúng chưa? Đấy. Tích phân từ trừ 1 này đến 2. Đấy, trị tuyệt đối của x bình trừ x trừ 2. Đấy, kết quả chúng ta là 9 phần 2, đáp án C. Đấy, ok chưa nào? Rồi. Nào, câu 29 tương tự đúng không? Rất dễ rồi, tương tự làm nhanh nhá. Chúng ta cho hai thằng bằng nhau, x bình này trừ 4x cộng 6 này bằng trừ x bình này trừ 2x cộng 6 này. Chúng ta chuyển sang, chúng ta sẽ có là 2x bình này trừ đi 2x bằng 0. Ô dễ nhầm quá. X bằng 0 và x bằng cộng trừ 1 đúng không cả lớp? Cộng trừ 1. Thì ở đây các em nhìn ngay, vậy là cận của chúng ta sẽ chạy từ âm 1 đến 1. Đúng không? Thế chúng ta sẽ bấm luôn là tích phân từ trừ 1 đến 1 trị tuyệt đối của fx trừ gx ra thằng này 2x bình trừ 2x dx. Đấy, chúng ta bấm máy tính. Ok chưa? Ta bấm máy tính. Nào. Tích phân từ trừ 1 đến 1 này. Đấy, ok chưa? Rồi, 2x bình trừ đi 2x. Ok, ấn dấu bằng, kết quả ra bằng 2. À, sorry các em. Câu này nó bảo thể tích khối tròn xoay, câu này chúng ta học sau nhá, công thức này học sau buổi sau. Bài này, câu này thì quên thì nhận nhầm ở đây đấy. Đấy, nhưng mà cứ giả sử nếu mà tính diện tích thì chúng ta kết quả là mấy đây? Là 2, ok chưa? Rồi, nào câu 32. Nào câu 32. Câu này khó hơn nhá. Câu này khó hơn, nên làm sao? Để chúng ta tổng hợp lại những câu khó chữa xong. Rồi. Sang một cái dạng mới. Đấy, tức là tổng kết lại là thầy đã chữa cho bạn hai dạng. Dạng thứ nhất là tính diện tích. Đúng không? Mà đề bài cho là y bằng fx này. Và y bằng trục OY, OX viết tắt nhà nhá, y bằng trục OX này. Và x bằng a và x bằng b. Đây là dạng 1 nhá. Dạng 2 đó là cho hai luôn hai cái hàm số fx với gx. Đấy, ok ghê chưa? X bằng a với x bằng b. Đấy. Thì hai dạng này hai dạng cơ bản. Hai dạng cơ bản trừ những một vài cái câu khó nâng cao thì vừa mới chữa cho các bạn, đó đâu là hầu hết là dạng dễ. Thì sang cái dạng tiếp theo là dạng bài tập liên quan đến hình vẽ. Thì cái hình vẽ này thì các bạn phải hiểu cái nguyên tắc làm như sau này. Hình vẽ thì các bạn nhớ thành như sau nhé. Đây, thầy sẽ ví dụ cho các bạn trước. Ví dụ các bạn trước. Đây là như này. Đây nhá. Nếu thầy có một hình vẽ như sau này. Đây, hai biểu thị cắt nhau đi. Hai biểu thị cắt nhau. Ví dụ như này các em nhìn nhá. Đây. Đấy, hai biểu thị cắt nhau. Phần diện tích thứ nhất này, phần diện tích thứ hai này, làm chưa? Đây, giao điểm này, hai đồ thị có giao điểm này. Giao điểm thứ nhất, chúng ta có cận là A. Đấy. Đây đây chính là đường thẳng x bằng A. Được chưa? Giao điểm thứ hai chính là đường thẳng x bằng B. Và giao điểm thứ ba là x bằng gì? X bằng C. Đúng không nào? Thế thì yêu cầu, ví dụ người ta hỏi là người ta cho cái công thức như này là các em phải xây dựng được cái công thức tính diện tích
Đây là Fx này, Fx là đường cong nhá, còn Gx là đường thẳng nhá. Đấy. Thì từ cái hình vẽ này các em viết cho thầy cái công thức tính diện tích của cái phần gạch chéo. Đấy. Thế các em nhìn như này các em hiểu như nào? Thì bạn hiểu như sau này. Đầu tiên, phần đồ thị này của chúng ta đây này, cái phần gạch chéo này nó chạy là từ A đến C, trực tiếp chạy từ A đến C. Các bạn có công nhận với thầy điều này không ạ? Chạy từ A đến C chưa? B chỉ là một cái thằng nó nằm trong thôi, còn đâu bản chất là chạy một mạch từ A đến C. Thì mới có hai cái phần diện tích gạch chéo này đúng không nào? Thì công thức chúng ta sẽ có là tích phân từ A đến gì đấy? Đến C. Ok chưa? Chỉ tuyệt đối của là chỉ đối của bài này có mấy đồ thị? Có hai đồ thị thì là cứ Fx trừ đi g gì? Gx. Đây là công thức tổng quát thứ nhất. Đúng này. Ok chưa? Thế bây giờ từ hình vẽ cái công thức này của chúng ta có thể phân tích được tiếp theo như sau. Đấy, cái đoạn phân tích này các bạn chú ý nghe nhá. Thì các bạn nhớ thầy cái keyword ấy, có nghĩa là cái chỉ cần nghe cái câu này thôi là các bạn sẽ hiểu, các bạn sẽ tách được đó là thằng nào nằm trên. Thì khi phá bỏ trị tuyệt đối, em bỏ nó đi, lấy thằng nằm trên trừ đi thằng nằm dưới. Nhớ nhá. Bỏ trị tuyệt đối thì phải viết dưới dạng thằng nằm trên trừ đi thằng nằm dưới dựa theo hình vẽ. Thì ở đây cái bài này các em thấy ngay ấy, đó là trên cái đoạn từ A đến B này thì có phải đường cong nằm trên đường thẳng không? Đúng chưa? Thì cái tích phân này chúng ta tách luôn thành phần thành hai phần. Phần thứ nhất là từ A đến B. Đấy. Và trong phần từ A đến B này không cần trị tuyệt đối nữa, bởi vì trên hình vẽ rõ ràng tôi biết thằng nào lớn hơn rồi, đúng không? Nghĩa là nằm trên đấy, đó là Gx. À đó, Fx nằm trên và Gx nằm dưới. Thì ở đây không cần ghi trị tuyệt đối nữa mà các bạn ghi luôn là nằm trên trừ đi nằm dưới. Đấy là phần thứ nhất. Cộng với đấy, phần thứ hai đúng không nào? Là từ B đến gì đây? Từ B đến C, đúng không? Từ A đến C tách thành hai phần, phần 1, phần 2. Đấy, tiếp theo là từ B đến C. Và trên cái phần từ B đến C này thì thằng nào nằm trên? Ngược lại rồi, không phải là thằng Fx đường cong nằm trên nữa mà là đường gì? Đường thẳng nằm trên các em ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi thành là Gx trừ đi F gì? Fx. Và không cần trị tuyệt đối. Ok chưa? À, đấy là cái tính chất này của nó cho các bạn. Đó là nếu mà chúng ta có hình vẽ thì cái thằng trị tuyệt đối chúng ta hoàn toàn có thể vứt nó đi. Và nhớ là viết theo cái quy luật là thằng nằm trên trừ thằng nằm gì đây? Nằm dưới. Đấy. Thế một cái câu này, câu 44 ấy, chúng ta sẽ làm như sau. Các em nhìn rõ trên hình nhé, đây là trừ 2 này. Đây góc tọa độ là hoành độ là 0 chưa? Đây sẽ là 1 chưa? Đấy, thì em thấy ngay là cái phần gạch chéo này tạo bởi hai đường. Đường thứ nhất là đường cong Fx. Và cái đường thứ hai ấy, chính là cái trục OX đây này. Đây này. Đấy, trục OX. Trục OX chính là bằng Gx, chính là cái hàm số thứ hai. Và cái hàm số này bằng gì? Bằng 0. Các em hiểu vấn đề chưa? Đấy, tổng quát là như thế. Thế rồi chúng ta nhìn đây, chúng ta tách thôi. Đầu tiên em tách thành hai phần, đúng không? Phần diện tích cái chéo này tổng sẽ tách thành hai phần. Phần thứ nhất là từ trừ 2 đến 0. Đấy, trừ 2 đến 0. Em thấy ngay đó là lấy thằng nằm trên trừ đi thằng nằm dưới, nghĩa là chúng ta lấy Fx trừ đi 0 đúng không các em? Fx trừ đi 0. Đây thay bằng 0 nhá. Y bằng 0 này. Fx trừ đi 0 bằng Fx và không cần trị tuyệt đối. Đấy. Trừ 2 đến 0 của Fx thôi, không cần trị tuyệt đối nữa. Cộng với phần tiếp theo là từ 0 đến gì? Đến 1. Ok chưa? Đấy, từ 0 đến 1 các em nhìn nhé, cái phần này ấy, đó là đường thẳng nằm trên và Fx nằm dưới. Đường thẳng chính là trục OX, nghĩa là 0 đấy, trừ đi Fx. Đấy, các bạn nhìn chưa? Thế thì ở đây có phải cái kết quả của chúng ta là không trừ Fx bằng trừ F gì? Trừ Fx không? Dấu trừ đưa ra ngoài. Đúng không? Thế nhìn đáp án A đúng hay sai? Đáp án A sai nhá. Bởi vì chuẩn là đáp án này phải là ở đây phải là dấu gì đấy? Dấu trừ. Phải sai. Thằng này chỉ có Fx mà chạy từ âm 1 đến từ âm 2 đến 1 cũng là sai. Đấy. Ok chưa? Đấy, từ 0 đến trừ 2 của Fx cũng sai nốt. Đấy, các bạn nhìn cái đáp án đúng này, đáp án đúng này. Từ 0 đến trừ 2, à từ trừ 2 đến 0, trừ đi từ 0 đến 1, chuẩn luôn, đúng cái chúng ta vừa viết rồi. Vậy đáp án gì đây? Đáp án D. Đấy, các bạn hiểu chưa? Cái tính chất là các em hiểu ý, thì các em cứ thế các em làm thôi. Không không phải vấn đề gì cả. Ok chưa nào? Rồi, tiếp theo nào. Tiếp theo câu 45 tương tự thôi, dễ đúng không nào? Đấy, lại là trừ 2 này, hay là 0 này, và 3 này, viết luôn. Vậy diện tích sẽ bằng từ trừ 2 đến 0. Trên cái khoảng này thì là đường cong nằm dưới và cái trục OX nằm trên, OX là y bằng 0. Vậy là 0 trừ Fx, nghĩa là trừ F gì? Trừ Fx. Đấy, ok chưa? Từ 0 đến 3 Fx nằm trên, vậy bỏ trị tuyệt đối, giữ nguyên như thế, Fx trừ đi 0 là còn Fx. Đấy.
đúng không? Thế thì ba bán chuẩn là bán nào đấy cả lớp? Đấy, trừ thì để ý nhá, trong đáp án này các em nhìn này, trong đáp án của chúng ta không có đáp án nào có dấu trừ tại cái thằng này. Thế nhìn ý một chút, người ta có thể làm như sau là người ta đảo cận, các em hiểu không? Đảo cận và người ta thêm dấu trừ, trừ trừ thành gì? Thành cộng. Nghĩa là cái biểu thức này người ta có thể viết dưới dạng đảo cận, nghĩa là từ 0 thành trừ, từ 0 đến trừ 2 của fx đấy. Đấy, thêm dấu trừ nữa thành dương mà. Thế thì ở đây chúng ta nhìn xem từ 0 đến trừ 2 và cộng với từ 0 đến 3 của fx đó là gì đây? Làm C rồi. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Đấy. Nhá. Đã xong câu 45. Đấy, cái dạng này rất là dễ, đúng không nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sang câu 46. X bằng trừ 1 với x bằng 2 đặt A và B. Đấy, ok. Hình nó sẽ ở bên này. Đây. Người ta cho là như này nhá. Là tích phân. Tích phân của từ trừ 1 đến 0 của fx dx bằng A, đúng không? Và tích phân từ 0 đến 2 của fx bằng b. Và cái diện tích này của chúng ta bằng cái gì? Thì chúng ta lại viết diện tích ra thôi, rất là dễ rồi. Diện tích này bằng, các bạn thấy ngay, chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ trừ 1 hay là trừ 1 nhá. Đấy, từ trừ 1 đến 0 này. Thì các em nhìn trên hình thôi, thằng nào nằm trên? Đường thẳng nằm trên đúng không? Đường thẳng là 0 đúng không? Trục OX mà. 0 trừ đi fx là trừ fx. Vậy ở đây phải có dấu trừ fx. Xong chưa? Đoạn thứ hai là từ 0 đến 2, tích phân từ 0 đến 2. Đấy, các bạn thấy ngay, nhìn cái đoạn này đường cong nằm trên đường thẳng. Vậy là fx trừ đi 0 bằng chính là fx rồi. Đúng không? Mà người ta cho là tích phân từ âm 1 đến 0 là A. Thì ở đây phải là trừ gì đấy? Trừ A. Con này chính là bằng gì? Bằng B. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ có là trừ A cộng gì đấy? Cộng B. Hay nói cách khác là B trừ gì? B trừ A. Đáp án gì đấy cả lớp? Đáp án D. Đấy. Ok chưa? Đấy, rất là dễ đúng không nào? Rồi, chúng ta chuyển sang câu số 47. Câu 47 là một cái câu mà là một cái câu vận dụng trong cái phần hàm số. Nhưng mà cái để làm câu này thì bắt buộc chúng ta phải học được câu tích gì? Được học học được phân tích gì đấy? Tích phân. Đấy, thì rất nhiều bạn là có đúng không? Nếu mà các em để ý là trong cái tờ tài liệu của thầy thầy Đức Soạn ấy, trong cái dạng bài hàm số đã có những cái bài kiểu như này rồi. Nhưng mà dễ nhất những cái bài so sánh nào, những cái bài cho hình vẽ như này và tìm giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này trên khoảng à, trên các đoạn như này, thì chúng ta dùng cái định dùng cái tính chất tích phân làm rất là nhanh, đúng không nào? Đấy, thì các em nhìn, chúng ta sẽ áp dụng tích phân để giải quyết một bài toán hỏi theo kiểu hàm số đấy nhá. Nào, câu 47 thì các bạn nghĩ trước đi đã nào. Nghĩ trước đi nào. Các bạn khác có hiểu không nhỉ? Các bạn hiểu thì các bạn comment cho thầy biết nào. À, câu 47 các bạn thử nghĩ, cho bạn nghĩ trước đi ạ. Câu này câu nâng cao, nếu mà bạn nào không không không, không nghe bao giờ, chưa làm bao giờ nhá, sẽ bạn không biết làm. Đấy, phải để ý. Đấy. Khó đấy nhá. Bạn nào mà chưa làm bao giờ khó đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, đi thi là người ta rất chuộng hỏi cái kiểu mà một câu lại vừa hàm số. Em phải hiểu thế nào là giá trị nhất, giá trị nhất mà lại phải hiểu tích phân. Đấy, một câu là trúng hai phần kiến thức liền. Thì ở đây bài này nếu mà chúng ta làm ấy thì thầy đặt phần diện tích ở phần tích gọi là S1 đi. Ok chưa? Đây, cái khoảng này là S1 này. Đấy. Thầy là S gì? S2. Và thầy S gì đây? S3. Đấy, phân tích được ra. Đúng không nào? Đúng chưa? Thì các em nhìn nhá. Đầu tiên ấy đó là tích phân từ 1 đến 3 của fx dx sẽ bằng cái gì? Tích phân từ 1 đến 3 này. Thì các em nhớ cho thầy đơn giản như sau này. Nhớ thầy đơn giản như sau. Đấy, đơn giản như sau. Nhìn nhá. Bình thường ấy. Ok. Đây, các bạn nhìn này, tích phân từ 1 đến 3 của fx này thì các bạn nhìn ngay là nó sẽ liên quan đến diện tích của M1 E2 đúng không nào? Nếu mà chúng ta áp dụng công thức diện tích ấy, thì các bạn hiểu là như này. Khi mà em tính tích phân của từ 1 đến 3 của fx ấy, thì em nhìn cho thầy là từ 1 đến 3 nhìn nhá. Đó, đâu bài này phải là từ từ 0 đến 3 chứ, từ 0 đến 3 biết nhầm. Xét cái đoạn này, xét cả cái đoạn này luôn, chạy từ 0 đến 3 luôn. Em thấy F1 là ở phần dương nhá. Bởi vì cái phần này nó nằm ở phần gì đấy? Phần dương đúng không? Cái phần này, cái diện tích này nó nằm ở phần trên là phần dương chưa? Đúng không nào? Đấy. Thì F1 mang dấu gì? Mang dấu dương. Đấy. Nhớ thầy như thế, S3 nằm ở trên
Đấy, ban mang dấu dương. Nhưng mà S2 nằm ở dưới, nghĩa là S2 mang dấu gì? Dấu âm. Vậy là tích phân từ 0 đến 3 của Epic, các bạn đọc luôn sẽ là S1 trừ S2 cộng với S gì đây? S3. Đấy, rất là dễ. Ok chưa? Tiếp theo, chúng ta có tích phân từ 0 đến 1. Đấy, từ 0 đến 1 đây nhá. Đây, dựa vào từ 4 đáp án này, chúng ta check cái thằng đầu tiên ra như này. Check thằng thứ hai từ 0 đến 1 của Epic bằng cái gì? Tích phân từ 0 đến 1 của Epic ấy, nó chỉ là S gì đây? S1 mà thôi. Đúng chưa nào? Tiếp theo, tích phân từ 0 đến 2 của Epic. Rất nhiều bạn sẽ không hiểu, bởi thầy sẽ nói kỹ hơn nhé, nói kỹ hơn, không nhiều bạn lại không hiểu vấn đề tại sao thằng này lại bằng cái này. Đấy, các bạn để ý nghe này, đây nhé, thầy sẽ viết cụ thể như này cho các em nhìn này. Thôi cứ viết ra. Chắc là bạn hiểu rồi đúng không? Đấy, dễ mà. Tích phân từ 0 đến 2, từ 0 đến 2 thì bao gồm đúng không? Thằng này chưa? Đấy, nghĩa là S1 trừ S gì? S2. Đúng chưa nào? Và cái thằng thứ ba, thằng cuối cùng. À, thằng thứ tư, thằng cuối cùng là tích phân từ 2 đến 3 của Fx đấy, nó sẽ gì đây? S3. Đấy, cứ nhớ là phần diện tích nằm phía trên trục OX là dương, còn phần diện tích nằm phía dưới là âm, nên nhớ đơn giản thế thôi, đỡ phải lăn tăn. Rồi, thế mà nó hỏi là giá trị nào lớn nhất đúng không nào? Đấy, thế thì các em nhìn đi ngay. Nào, các bạn nhìn xem nào lớn nhất nào? À, nhỏ nhất nhá, nhỏ nhất nhá. Thì tất cả những cái đáp án này như là người ta cho dạng biểu gì? Biểu thức. Ok, tích phân nào có giá trị nhỏ nhất. Và chúng ta sẽ chuyển dạng biểu thức về mặt hình gì? Hình vẽ. Bởi vì hình vẽ là các em thấy ngay diện tích các thằng nào to hơn, nghĩa là diện tích lớn gì? Lớn hơn, đúng không? Cái này chả cần thầy dạy các bạn cũng hiểu. Đúng không nào? Một mảnh đất đúng không? To hơn thì diện tích nó lớn gì? Lớn hơn. Mảnh đất nó bé hơn thì diện tích nó bé gì? Bé hơn. Đấy. Thì trong ba cái thằng này là cái thằng F1 là lớn gì? Lớn nhất. Đúng không? Rồi đến S gì đây? S2. Rồi đến S gì? S3. S3 sẽ là bé gì đây? Bé nhất. Thế thì trong các đáp án này rõ ràng đáp án gì? Đáp án D sẽ là đáp án đúng. Bởi vì duy nhất cái diện tích S3 này là bé nhất rồi. Đúng không? Các bạn nhìn này, S3 là bé này. S3 chắc chắn bé hơn S1 này. Đúng không? S1 chứ S2. Đúng không nào? F1 chứ S2 chắc chắn là lớn hơn S gì đây? S3 rồi. Đấy, thế thì bài này chọn đáp án gì đây? Đáp án D. Được chưa? Đấy. Nghĩa bài này chúng ta từ các cái này chúng ta dựa vào cái công thức diện tích hình phẳng, chúng ta quy về hình gì? Hình vẽ. Và từ hình vẽ chúng ta sẽ chọn được ngay thằng nào diện tích là bé gì đây? Bé nhất, nghĩa là tích phân bé nhất. Đấy. Câu 50 thì sao? Đấy, câu 50 nhá, nhìn hình vẽ này. Đây thì ghi lại thông số này. À đâu, người ta cho rồi. Đây cái đường cong này này, cái đường cong này nhá. Đấy. Là x bình fx bằng x bình. Rồi cái đường cong này. Ok chưa? Là hx bằng 27 trên x. Có đường cong cuối cùng này. Đây. Đó là gx bằng x bình trên 27. Đấy, thế người ta hỏi là cái diện tích tạo bởi ba đường này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các em hiểu đơn giản nhà cái hình nhà một hình to đúng không? Chúng ta sẽ không tính được, mà chúng ta cũng không có một cái công thức nào giúp các em tính diện tích được ba cái hàm số với nhau. Đấy, thì các em hiểu ngay là trong công thức đấy thầy dạy các bạn chỉ có công thức tính diện tích của hai hàm số thôi. Nghĩa là bài này chúng ta sẽ tách cái hình này thành những cái hình bé hơn, và những hình bé hơn này chỉ tạo bởi hai cái hàm số mà thôi. Thì gợi ý nhá, với những cái bài này các em nhìn vào ngay những cái giao điểm của các đồ thị với nhau. Điểm thứ nhất này là điểm A này, có phải điểm A là giao của hai đồ thị này này đúng không? Fx với gx chưa? Thứ hai là đây này, đây là A này. Đây là C này. Đây là gì đây? Là B. Đấy. Đấy. Cận thứ nhất này. Cận thứ hai này. Cận thứ ba. Ô, đã có cận luôn này, cận trên đồ thị người ta cho luôn này này, các bạn nhìn này. Cận thứ nhất là x bằng 0 chưa? Đúng không? Đây, thằng này cái điểm này dòng xuống tương đương là x bằng mấy? X bằng 3 chưa? Cái thằng này là x bằng 9 này. X bằng 9 chưa? Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tách ngay toàn bộ cái diện tích chúng ta cần tính. Nó sẽ bằng đầu tiên tích phân chúng ta cần tính sẽ bằng là từ 0 đến gì? Đến 3. Từ 0 đến 3. Và chúng ta không cần trị đối nữa các em ạ. Chúng ta thấy ngay là đường cong này nằm trên đường cong này, nghĩa là sẽ bằng x bình. Đấy, cứ thằng nằm trên trừ thằng nằm dưới, nghĩa là x bình trừ đi x bình phần 27. Đấy, để x
xong cái thằng thứ nhất, đúng chưa? Đến cái đoạn thứ hai, đúng không? Là từ 3 đến gì? Đến 9. Đấy, từ 3 đến 9. Thì chúng ta sẽ cộng với cả gì? Từ 3 đến 9 cộng với cả thằng. Đấy, các bạn nhìn trong cái đoạn này thì cái đường cong nó nằm trên, cái thằng HX nằm trên. Là 27 trên x nằm trên, nó phải trừ đi thằng nằm dưới. Nghĩa là x bình 27. Đấy, các em nhìn nó nhẹ nhàng không? Rất là dễ đúng không nào? Nhìn một bài tưởng khó. Đến đây thì bấm máy gì? Máy tính là xong. Chúng ta bấm máy tính thôi. Đúng không nào? Tích phân này từ 0 đến 3 này. Đấy, đúng không? Hiểu chưa? Tích bình này, bọn này nói nhé, bọn này dạy không nói gì, không biết là hiểu hay chưa hiểu, sợ thật. Các bạn xem các bạn phải comment nhá, thì không nói gì, không biết là hiểu hay không, để không biết là giảng nhanh hay giảng chậm hay như nào. Đấy. Các bạn comment là thầy ơi em hiểu rồi ạ, hoặc là em thấy em chưa hiểu để còn còn rõ vấn đề nhá. Đấy, hoặc là hiểu rồi thả tim thả tủng các thứ vào. Nào, thằng này trừ luôn đi 1, trừ đi 1 phần 27 đúng không? Thì sẽ bằng x bình trên 1 trừ 1 phần 27 là 26x bình. Đúng chưa? Trên 27 chưa? Đúng không? Trừ đi 1 trừ 1 phần 27 mà. Rồi từ 0 đến 3 là ok. Rồi cộng với bấm luôn, gộp luôn, tích phân từ 3 đến 9. Rồi, của 27 phần x đúng không nào? Trừ đi x bình trên 27. Đấy, các bạn ấn dấu băng. Bây giờ chúng ta đợi một xíu nữa xong. Thì kết quả ra là xấp xỉ 29,66, 29,66. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta nhìn vào bốn đáp án. 27 lên 2. 18,7 sai rồi. 27 lên 3. 29,66 chuẩn chưa? Chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Vậy chúng ta chọn bài này chúng ta chọn đáp án gì đây? Đó, B. Đấy, ok chưa các em? Vậy là cái những cái bài nào mà người ta cho ba đồ thị nhá. Đấy, các em hiểu một hình to rất nhiều đồ thị chằng chịt cắt nhau. Thì các em phải tách nhỏ nó ra. Và khi tách ra, chúng ta sẽ thu được những hình bé hơn và chỉ là và cái hình bé hơn đấy nó sẽ tạo bởi hai cái hàm gì? Hàm số f với x thôi. Còn đương nhiên là hai cái đường thẳng là cận thì thêm nó, nhưng mà đang nói hai cái đường cong này. Đấy, các bạn nhớ chưa? Thì nó sẽ làm được ngay. Đấy. Rồi. Đấy, câu này tương tự này. Đấy, câu này nhìn hình dài nhỉ? Ui, câu này hình dài quá, quên mất. Rồi nhá, tôi ghi lại cái hàm số nhá. Cái đường thẳng có bài này có ba đồ thị này, một thằng là y bằng x này. Đây, cái thằng này là y bằng x này. Y bằng x này. Đấy. Một thằng là x mũ 3. Đây, cái thằng đường cong này này là x mũ 3 này. Vừa chưa? Còn cái đường thẳng này là x là 8x. Đấy, rồi. Đấy, thế bây giờ nó bảo là tính diện tích hình phẳng của cái bài này và hình diện tích có dạng là 2 trên b. Rất là dễ đó các em nhìn nhá. Đấy. Thế thì bài này là một hình to đúng không? Các bạn phải chia nó ra. Thì nhìn các cái giao điểm của các cái đường thẳng với nhau này, giao điểm thứ nhất này chính là cận thứ nhất là x bằng 0. Các bạn nhìn thấy chưa? Người ta chỉ tính cái phần tô đen thôi nhá các em nhá. Đấy. Giao điểm thứ hai các bạn có thể thấy bằng mắt được đây cái điểm này này. Đây này các bạn thấy hoành độ là 1 chưa? Thì ở đây nghĩa là cận thứ hai là x bằng mấy? X bằng 1. Ok chưa? Và còn ở trên, đấy có một điểm này, điểm này chúng ta gióng xuống dưới này. Đấy, dòng xuống dưới lấy x bằng 3. Vậy cái cận thứ hai là x bằng 3. Vậy là bài này chúng ta sẽ tách. Tách như sau, các em nhìn nhá, tách như sau này. Đây. Đấy, các em nhìn nhá, tách thành hai nửa. Nửa thứ nhất này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phần này thấy đen không? Nửa thứ nhất này. Thì cái nửa thứ nhất này chúng ta sẽ có là S của chúng ta nửa thứ nhất sẽ là tích phân từ 0 đến gì? Đến 1. Các em nhìn nhá, tích phân từ 0 đến 1. Và cái nửa thứ nhất này nó tạo bởi hai đường cong thôi. À, nó một đường cong và một đường thẳng. Đây là các bạn nhìn thấy cái đường cong này chưa? Đây là cái hình này này. Đấy, tạo bởi cái đường này không? Đường này chính là x mũ mấy? X mũ 3. À không, đường này là đường thẳng y bằng x. Đường thẳng này, một đường thẳng, hai đường thẳng. Đấy, hai đường thẳng. Đường thẳng thứ nhất là x. Đấy, đường thẳng thứ hai là 8x. À đâu, thế thì lộn là 8x phải cao hơn đúng không? Đâu, sorry các em lộn nhá. Đây này, x nằm ở dưới, 8x nằm ở trên nhá, 8x này. Rồi, thì ở đây là 8x cao hơn x đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ lấy thằng trên, nghĩa là 8x trừ đi x ở dưới.
Đấy. Cộng với phần thứ hai, phần hai là phần còn lại. Phần còn lại là chạy từ 1 đến gì đây? Đến 3, đúng không nào? Tích phân từ 1 đến 3. Và gì? Và cái phần này của chúng ta tạo bởi hai đường. Đây, hai cái đường này các bạn nhìn chưa? Đấy, một đường nằm trên vẫn là 8x. Đường nằm dưới là đường cong trên là x mũ mấy? X mũ 3. Đấy, rất là dễ đúng không nào? Đến đây chúng ta bấm máy gì? Máy tính ra kết quả luôn rồi. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính ra bao nhiêu nào? Nào, mình tính ra. Rồi. Thằng trên thì 8x trừ x là 7x luôn nhá các em nhá. Chúng ta sẽ có tích phân là từ 0 đến 1. Đấy, 8x trừ 7x, à 8x trừ x là còn 7x. Đấy. Cộng với tích phân từ 1 đến 3 của gì? Bực cái nhỉ, nó cứ lác lác. Rồi. Của 8x trừ đi x mũ 3. Đấy, trừ đi x mũ 3. Rồi, các em bật dấu băng. Nào, kết quả ra bao nhiêu đây? 31 phần 2. 31 phần 2. Ô, thế mình có bị nhầm ở đâu không nhỉ? Từ 0 đến 1. 31 phần 2 khi đó A cộng B. A cộng B thì nó mới là bằng 33 đúng không? Nghe có vẻ sai sai nhỉ? Từ đọc lại cái bài phát xem nào. 8x, x, x mũ 3. 8x trừ x là 7x đúng rồi, từ 0 đến 1. Từ 1 đến 3. Ờ, xem mình có nhầm đâu, đường thẳng y bằng x đúng không nhá? X mũ 3 đúng rồi. 8x. Ở đây mình không, ở đây đây các bạn nhìn nhá, nếu mà chúng ta để với dạng đáp án là 31 phần 2 ấy, thì chúng ta không ra đáp án đúng không? Không có đáp án. Nhưng mà vấn đề là ở đây là A trên B, người ta có gọi là tối giản không các em? Không hề bảo tối giản. Cho nên nếu chúng ta không có thì chúng ta sẽ làm quy đồng, nghĩa là chúng ta sẽ nhân thêm hai vào nữa đúng không? Các bạn sẽ nhân thêm cả tử và mẫu với 2 hoặc cả tử và mẫu với 3. À, đây là dạng rút gọn nhất thì máy tính người ta sẽ luôn ra kết quả rút gọn. Ở đây không có, em nhân 2 lên đi. Nhân 2 lên thì có phải là thằng này là 62 với cả 4 không? Đúng không? 62 với 4 thì đây là A, đây là B. Thế 62 cộng 4 là 60 mấy? 66. Đấy, thì ra đáp án là đáp án gì đây? Đáp án C, đúng không? Thế chúng ta làm đúng các em ạ. Ok chưa? Bởi vì đề bài người ta không bảo là AB là dạng tối giản. Đấy, các bạn hiểu nhiều điều đấy. Không phải dạng tối giản thì chúng ta sẽ nhân lên, gấp 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 hai lần lên. À, hai lần lên. Ok chưa? Đấy. Nào, câu này. Nào, mấy bạn đang xem comment này có nhìn rõ không nhỉ? Phải nói xem bọn này livestream bọn này chán thật. Chả hề nói cái gì cả. Ok chưa? Nào. Câu này chúng ta làm như nào? Câu này rất là dễ này, các bạn nhìn nhá. Đấy, tạo bởi hai đường, đó ba đường. Đấy, đây nhá. Này. Đường thẳng này này, đây đường thứ nhất là đường này. Đấy, chúng ta gọi đây là đường số 1. Đường cong này, đường này, đường số 2. Ok chưa? Đường cong này, đường số 2. Đấy, còn cái đường ngang này gọi là đường số mấy? Đường số 3. Đó, đường số 3. Đấy. Thế thì ba đường này, đấy, cứ ba đường các em phải tách nhỏ ra, nhìn các giao điểm. Giao điểm thứ nhất chính là cận đầu tiên luôn, x bằng 0. Giao điểm thứ hai, đây là 1 nhá các em nhá. X bằng 1, thấy chưa? Giao điểm thứ ba là x bằng 2. Đấy, vậy đóng luôn. Đấy, thêm các cái đường thẳng luôn, chia khoảng luôn. Đấy. Vậy là cái thằng diện tích này chúng ta chia làm hai phần. Phần gạch này chúng ta sẽ có là công thức tính diện tích, đó là gì? Là từ 0 đến 1, đúng không nào? Thằng nằm trên, đấy, trên cái đoạn này, cái đường thẳng này nằm trên, đúng không các em? Đường thẳng số 1 nằm trên. Đường thẳng số 1 là gì? Là y bằng x. Đấy. Vậy là x này trừ đi cái đường cong nằm dưới. Đường cong nằm dưới là x bình trên mấy? X bình trên 4. Đây nhá, x bình trên 4 đây này. X bình trên 4. Đấy, y bằng x. Đấy. Rồi. Thế thì ở đây sẽ là x trừ đi x bình trên 4. Xong nửa thứ nhất. Đến nửa thứ hai thì thấy ngay cận khi đấy là chạy từ 0 đến từ 1 đến gì? Đến 2. Từ 1 đến 2. Đấy. Và trong cái phần này các em thấy ngay là cái đường thẳng số 3 nằm trên đường thẳng số đường cong số 2 đúng không? Đường thẳng số 3 là y bằng 1 nhé, đây này, cái đường thẳng là đường đường đường, đường nằm ngang này này là y bằng 1 này. Đấy, thế thì chúng ta sẽ lấy thằng trên trừ đi thằng dưới, nghĩa là lấy 1 trừ đi x bình trên 4.
Đấy, các em hiểu vấn đề chưa? Đấy, thì chúng ta bấm máy tính là xong, đúng không nào? Đấy, rồi nhá, nào ơi chúng ta bấm máy tính. Rồi, ok. Rồi, ok, bấm thôi, nhỉ? 0 này, 1 này. X, trừ đi x bình trên 4 này. À quên, bấm, bấm tiếp luôn. Cộng với cả từ 1 đến 2. Của 1 trừ đi x bình trên 4. Đấy. À, các bạn ấn dấu băng. Kết quả là 5 phần 6. À, 5 phần 6 mà khi đấy B trừ A. Thế bạn thấy ngay là 5 phần 6, đúng không? Thế A bằng 5 rồi, B bằng 6. Thế thì B trừ A có phải 6 trừ đi A, 6 trừ đi 5 là mấy đây? Là 1. Đáp án D cho cả lớp. Đấy. Ok chưa? À, rất là dễ hiểu đúng không nào? Rồi. Đấy, rồi nhá. Câu 53, câu 53 đã có trong đề thi thật một lần rồi. Đấy, các em phải thật chú ý đề thi chính thức trung học phổ thông ra đấy. Đấy, chơi các bạn cẩn thận nhá. Rồi, nào bây giờ chúng ta làm như nào? Nào, câu này chúng ta làm như nào đây? Đấy, các bạn đọc đề bài làm, các bạn làm thử xem nào. Nào, câu 53. Nốt câu này chúng ta nghỉ, bữa sau chúng ta sẽ làm nốt cái phần những cái câu khó làm sau nhá. Nào, câu này thì đấy, nó cho một cái phần gạch chéo như này. K ở đây là không biết. Không biết là nghĩa là nó sẽ chạy, nó có thể chạy ở đây, có thể nằm ở đây. Có thể nằm ở đây, có thể nằm ở đây, có thể nằm ở đây. Nghĩa là ở đây người ta đang yêu cầu chúng ta đi tìm K. Đúng không nào? Thì bài này người ta cho đường thẳng đầu tiên là y bằng mx. Đây này, y bằng mx, đây sẽ là y bằng mx này. Đấy. Cận thứ nhất là x bằng 0. Cận thứ hai là x bằng len mấy? Len 4. Và cái đường thứ hai, cái đường hàm số thứ hai chính là y bằng 0 các em ạ. Đấy. Rồi, thế bây giờ nếu mà chúng ta viết công thức tính diện tích ra thì diện tích bài này sẽ là tích phân từ 0 đến len 4. Trị tuyệt đối của e mx trừ gì? Trừ 0. Đúng chưa? Thì người ta bảo là và cái thằng diện tích S này sẽ tách thành hai thằng S1 với S mấy? S2. Nghĩa là chúng ta sẽ có là tích phân, đúng không? Cái này các bạn bấm máy tính luôn xem này ra bao nhiêu, đúng không nào? Đấy, bấm luôn nhá. Đúng không? Mx Mx luôn dương rồi, cho nên trị tuyệt đối các bạn bỏ đi cho thầy luôn cho nhanh. Mx luôn dương nhá, nhớ phải không, không hiểu. Không lên 4 này, tôi bấm luôn. À đây phải đóng ngoặc vào đầy đủ. Rồi, là 3. Đúng chưa? Là 3. Đấy. Là 3 thì chúng ta sẽ có là như này. Là 3 thì chúng ta rồi, S là 3 này. Và S ở đây rõ ràng sẽ là tổng của S1 cộng với S mấy đây? S2. Tổng của S1 cộng S2 chưa? Đấy. Bây giờ vấn đề là người ta bảo là tìm K sao cho S1 gấp 2 lần S2. Ok, tìm K. Đấy. Sao cho S1 bằng 2 lần S2. Thế thì ở đây có vậy đơn giản không? Các bạn giải hệ thôi. Đúng không? Dễ dàng giải hệ được. Tôi thay vào đây nhá, thay vào. Thì có phải suy ra là 2 lần S2 cộng với S2 bằng 3 chưa? Vậy là S2 tôi giảm mấy? Bằng 1 chưa? Đúng không? Easy không? E bằng 1 chưa? Suy ra S1 bằng mấy? S1 bằng 2 chưa? Xong chưa? Rồi. Thế S1 bằng cái gì? S1 bản chất sẽ là bằng tích phân từ 0 đến K. Đúng không các em? Trên hình em. S1 sẽ là tích phân từ 0 đến K của trị tuyệt đối mx trừ 0, chính là mx. Vì mx luôn dương, đúng không? Luôn dương, cho nên ở đây sẽ là tích phân từ 0 đến k của mx đấy. Trời ơi sao nó dễ thế nhở? Đúng không? Đến đây em có thể thay đáp án gì? Thử đáp án, các bạn thử vào. Đúng không? Các bạn có thể thử đáp án vào. Đây, thử đáp án nhá. Đấy, k bằng bao nhiêu sao cho tích phân là hai bằng bằng 2. Đấy, nào. Thử đáp án nhá, nhập cái hàng này vào đã. Tích phân từ 0 của mx, còn đâu em giải tay cũng được mà, giải tay giải giải ra xong. Qua mũ x này. Rồi. Nào, k là ô trống ở trên này, thấy chưa, điền. Bây giờ chúng ta sẽ thử đáp án nào. Đấy, thằng nào thử k ở đây bằng 2 là đúng này. Nó lên 3 này. Lên 3.
Đấy, ui, lên 3 dòng 2 luôn. Thế đi bàn này đang gì đấy? Đáp án A luôn các bạn ạ. Dễ không? Quá dễ rồi. Đấy. Thế thì có nhiều bạn bảo ơ thế ơi, nhưng mà em hỏi muốn hỏi cách tự luận câu này thì làm tiếp như nào? Thì các bạn nhìn nhá, tự luận câu này chúng ta sẽ làm như sau này. Tự luận chúng ta làm như sau. Thì sau khi đến đây rồi chúng ta làm bình thường thôi, thì tích phân chúng ta sẽ có là như này. Tích phân chúng ta sẽ có là mx đúng không? Cái biểu thức F1 này này là mx của chúng ta sẽ bằng gì? Cận từ 0 đến k nó sẽ bằng 2 đúng không? Rồi thay vào là mu k chưa? Trừ đi em u1 đúng không? Em u0 bằng 1 mà, em u0 bằng 2. Thì dễ dàng tôi giải là em uk bằng bằng 3 chưa? Thì ở đây các bạn học giải phương trình loga rồi, đúng không nào? À, và giải phương trình mũ rồi. K sẽ bằng len của gì? Len của 3. Đấy, đúng không nào? Dễ, đúng không? Rồi. Thế thôi nhá, mấy câu khó hơn thì thầy để sẽ để một buổi riêng, đúng không? Đấy, nhiều câu hay lắm, đây này. Đây nhá, đây mấy câu trong đề thi thật này này. Ui giời ơi. Thấy chưa? Hình vẽ ngủng tính diện tích chồng lớn nhất, diện tích chồng bé nhất này. Đấy rồi tham số M này. Đấy. Đấy rồi ABC. Nói chung là rất là hay. Ngày mai nhá, ngày mai anh sẽ các bạn anh sẽ chữa nốt mấy câu nâng cao. Đấy các bạn nhìn hình nhìn thấy sợ chưa? À, nhìn qua một chút cái đề bài này. Úi xùi. Đấy, nhìn đã tắc sủ rồi. Đấy, nhá. Thôi buổi livestream hôm nay thì anh chưa đấy thôi, bởi vì rất là nhiều kiến thức, nếu mà nói luôn trong một buổi các bạn sẽ không hiểu đấy. Thì cái file tài liệu ấy, một số lớp anh Đức đã phát rồi, một số lớp chưa có anh sẽ up ở trên nhóm lớp, thì các bạn sẽ vào các bạn xem, các bạn có thể tự đi mang ra hàng photo bạn in để các bạn về làm trước nhá. Còn trong đấy cũng có đáp án chi tiết rồi, các bạn hoàn toàn có thể xem trước ở nhà cũng được đấy. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi livestream ngày mai nhá, ngày mai. Dạ, ok, rồi. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ đây.